Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Bắc Ninh ạ. Vâng. Vâng, tôi nghe đây. Vâng. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Em ấy thì cũng có gia đình rồi. Nên là quan hệ với một tôi cũng có gia đình rồi. Bây giờ thì cũng gần 15 nay rồi thì cũng muốn gọi là chia tay cho nó vui vẻ. Nhưng mà khó ghê, rất ra được khó ghê. Vâng, tức là bạn thì muốn chia tay đúng không ạ? Thế thì muốn chia tay không thì nhiều lúc cũng no ấy, quan hệ mà cứ lâu dài quá thì không dứt ra được, chồng nó bắt được thì chết. À, anh cũng đang rất là khó xử đúng không ạ? Khó xử Vâng, lắm. anh Đinh Đoàn, chuyên gia Cô. tư vấn của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện anh nhé. Xin mời ạ. Vâng. Rồi, xin chào. Này, thế bà xã của mình có biết không? Bên kia chồng cô kia thì ghen, còn bà xã mình có biết tí gì không? cũng Hay mình cũng giỏi? kiểu như cái tin nhắn này cô ấy, vợ cũng nghi ngờ. Ừ, nhưng mà 10 năm À. mà duy trì, có ở gần không mà gặp gỡ tần suất có dày không? Cùng xóm ấy. Ui, thế hả? Thế Cùng thế xóm thế nhưng mà mà có thể là tháng tháng thế, có thể là gặp nhau có thể 7-8 lần, có tháng này 90 lần cứ lần nào gặp là chỉ để gặp ngủ thôi đúng không, chứ làm gì đâu. Phải thì quan hệ thôi, cho nó không? gọi là sảng khoái thôi Ừ, thế đấy, thế thì gặp thế chứ đấy. còn tâm sự với chia sẻ gì đâu. Ôi, tháng 7-8 lần thế nhiều quá nhờ. Chỉ Nhưng mà có 10 năm nay. Ừ, năm chỉ nay có mình bao nhiêu rồi? Bao tuổi? hôm nay 46 rồi. 46. Thôi, không nói đến chuyện là ngoài luồng hay vi phạm pháp luật, mình lớn Vâng. chắc mình biết rồi. Thôi, cái cuộc Vâng. chơi đáng lẽ À. dừng từ sớm nữa, nhưng mà bây giờ 10 năm rồi, dừng Vâng. thì cũng thôi cũng còn được. Có người cũng cứ Vâng. tham là còn chưa đến cuối đời thì đúng là có thể là mất cả chì lẫn chài, đúng không? Tham là thâm đúng Ừ, tham thì thâm, mình cũng tham rồi nhưng nó chưa thâm lắm. Bà Vâng. xã nhà mình có thể cũng là cái người cũng không để ý, không vô tâm, không phải là cái Ngăn. người ghen Vâng. tuông, Vâng. chứ cái kim bọc rẻ lâu ngày cũng ra, mà có bồ 10 năm mà tháng gặp nhau 7-8 lần mà lại cùng xóm thì từ cái Vâng. đầu mày ánh mắt cho đến lấm la lấm lét đến chuyện thậm thụt đó, người ta nhạy cảm, người ta biết, nhưng có lẽ là bà ấy cũng, Vâng. cũng vô tâm. Đối với người phụ nữ, chắc chắn cô kia là người bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân. Tất nhiên cuộc sống hôn nhân không được suôn sẻ thì cô mới gặp mình, và gặp mình thì rồi mình lại mang lại cho cô cái hay hay, thế là thành ra Vâng. người ta cứ tiếc, và bây giờ tự Vâng. nhiên 10 năm nay được hưởng một cái món ngon nay lại bị mất trắng thì cũng thấy tiếc. Thế cho nên cô là Vâng. người sẽ không đồng ý là đúng rồi, còn mình là đàn Vâng. ông ấy, mà mình cũng nghĩ đây nó là Vâng. cái chuyện là một cuộc chơi, và đến lúc mình phải quay đầu là bờ, mình đối với mình chắc là vợ con vẫn là nhất của đất, đúng không? Vâng, Đấy, đúng phụ nữ rồi. đôi khi không tỉnh táo là cái như thế đấy. Đàn ông dù Vâng. có ngoại tình chăng nữa nhưng mà người ta không bỏ vợ bỏ con. Còn thì cái phụ Vâng. nữ ấy là đã ăn được miếng ngon rồi là về cứ gây sự. Thậm chí bây giờ lại còn muốn bỏ chồng nữa kìa, đúng không? Cô đang muốn ly Vâng. hôn. Và Đấy. này, bỏ chồng xong rồi định bấu vào mình à? Vâng. Trời ơi, dại lắm cơ. Thôi nhưng mà, đấy. Vừa rồi thì chồng đánh tím tái mặt xong rồi đi một tuần lễ để cứ điện cho đi gặp cô ấy. Ừ, đấy, đi để Đi an trốn ủi đi. mà, xong lại để Đấy. khoe và mách rằng đấy chồng em nó đánh em, bây giờ em khổ lắm cơ, em Đấy. chỉ còn có anh Đấy. thôi, anh mà bỏ Đấy. em thì em chết, đúng không? Đấy, 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 đúng Ừ, rồi. chỉ còn anh là Vâng. cái nơi mà em sống để gửi Đấy. gắm. Vâng, rồi anh hiểu rồi. Tóm lại em là người phải chủ động và là người gỡ ra, còn thì không trông Vâng. đợi được cô ấy là người dứt đâu. Và bây giờ cô ấy Vâng. đang có cái xu hướng muốn là bỏ chồng nữa. Nếu để cô Vâng. bỏ chồng thật ấy thì là người ta rơi vào tình cảnh trắng tay, và Vâng. chồng cũng mất mà bồ cũng không còn, thì một cái cô gái, một cái người phụ nữ 47 chắc cũng sẽ trông chênh và sẽ không còn biết chuyện gì nó xảy ra. Còn cái chuyện là Vâng. gia đình không hạnh phúc hay là vân vân mình không muốn nói đến nhá. Rồi, tất nhiên là cái này mình không phê phán, mỗi một người mỗi một cảnh, người ta cũng nó là cái nhu cầu tình cảm chính đáng, mà chỉ trong gia đình nó không được thỏa mãn, Thế không nhưng được mà đáp nhiều ứng lúc thì ấy thì nhiều lúc cô ấy cứ là bảo là hơi một tí cái là làm gì chồng to nhỏ là kể hết cho biết. Thế rồi thì nói chung là quan hệ thì cũng ngoài luồng ấy thì nhiều lúc cô cũng đòi hỏi, nhiều lúc nghĩ là cũng tốn kém cái thôi. đấy. Cái tốn kém ấy thì mình không kể nữa, bởi vì nói thế chứ Vâng. mình cũng là cái người về phía Nam, cũng là cái người Vâng. mà được lợi Vâng. rất là nhiều, phụ nữ mà Vâng. vướng vào rồi đấy, nó bây giờ nó dứt Vâng. không ra được rồi, khổ tâm Vâng. Đấy. rồi, sẽ có lúc rồi còn trắng tay nữa, đúng không? Giờ đi mắc núi Vâng. giờ là mắc sông, em là cái người Vâng. gỡ dần cho cô ấy. Trước hết là mình bây giờ mình không 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 thể mềm lòng được nữa, rồi cứ nấn ná thêm là cô này là quyết tâm bỏ chồng thật đấy, mà lúc ấy là chỉ còn Vâng. có mình là
là cái cọc mục mà để mà gói tóm thôi. Nói thẳng thật sự thế này, chúng ta sống 10 năm qua như vậy, một bên thì cũng là lừa dối bà xã, một bên thì cũng ông chồng như thế. Thật ra thì xét về cái nọ kia chúng ta cũng có lỗi rồi. Bây giờ cũng đều lớn rồi, cũng sắp lên ông lên bà cả rồi. Anh cũng không muốn vì chuyện này mà rồi nó lanh tanh bành ra. Thế thì bây giờ ít gặp nhau trước đi em, tháng 7 lần làm cho nó vui vẻ. Thế thì bây giờ cứ phải rút dần, giống như cai nghiện đấy. Giống như là một cái người... Nhưng mà cũng có tháng 9, tháng vừa rồi thì chỉ được lần đâu ấy. Thì thế, thế thì giống như bây giờ nhá. Bởi vì chồng ấy là nó... Nó quản, nó để ý hơn đúng không? Cô nhìn thấy cô ấy nắm lúc, cô ấy nhắn tin cô về, thấy là cô ấy khóc lức lả, cô điện cô ấy khóc. Cô ấy bảo là không gặp được anh và em. Thèm khóc, em nhớ nói chuyện đúng không? Nhớ quá. Rồi, tất nhiên là nhớ rồi, cái tuổi 47 đang cái tuổi mà tuổi xuân chưa qua, tuổi già cũng chẳng đến 77, đang. Em thì 76 nhưng mà cô ấy là 77, sinh năm 77 thì kém 2 tuổi, chắc là năm nay 45. Rồi, rồi. Không thì đang nói rằng là một bên thì không còn cảm xúc, không tình cảm với chồng, một bên thì đấy, đấy. Gắn bó 10 năm như thế thì chắc chắn là ngủ kiểu như cục gỗ ấy, nó làm gì làm xong thôi, chả có tình cảm, chả hứng gì cả. Gặp anh thì tỉnh cả người. Anh mới làm cho em mới thấy dễ chịu, em mới được biết thế nào là tình yêu, em mới thấy em là phụ nữ đúng không? Thế còn ngủ cạnh chồng em thì em cứ mặc nó muốn làm gì thì nó làm, em cứ cho nó xong đi, thật em chả có cảm xúc gì cả đúng không? Có những hôm mà ngủ với nó mà em cứ ước giá đấy là anh đúng không? Đấy. Nhiều lúc gặp chồng như kiểu gặp cọp ấy, nhưng mà gặp anh thì sẽ em thấy lòng một cái ấm áp. Nhưng mà đấy em nói rằng mình bây giờ mình là người cầm cương, mà mình là người quyết định tiếp tục đi hay là dừng lại. Và tiếp tục đi thì không được nữa, bởi vì bên kia người ta đã nghi ngờ, người ta lôi vợ, người ta đánh ra người cùng xóm như thế này, rồi sớm muộn cũng chuyện nó sẽ bại lộ ra. Thì trước hết là bà xã nhà mình hiền thì hiền, chứ phụ nữ mà đã biết ra rồi thì lành làm gáo vỡ làm mồi đúng không? Thế cũng may là bên kia thì có ông chồng cũng đã bắt đầu nghi ngờ, và ông ấy giữ vợ ông ấy. Trước đây tháng 7 lần, bây giờ tháng có một lần, nghĩa là giống như là mình trước đây hút thuốc lá ngày 2 bao, bây giờ là ngày có một điếu, tức là đã giảm dần rồi đấy. Thế xong rồi từ cái chuyện là ngày một điếu, rồi hai ngày với một điếu, rồi lâu lâu với làm một điếu, cho nên lúc mà cai hẳn ấy nó dễ hơn là cái việc cai đột ngột đúng không? Ừ nhá. Ừ, thế thì không đừng mủi lòng. Thực sự là những cứ nghiện này nó đúng khổ thật. Ừ, đúng. Ừ nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp cho anh có thêm được cái nghị lực để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình. Xin được cảm ơn chuyên gia đã tư vấn câu hỏi vừa rồi.